sao nhí bố ơi mình đi đâu thế tuổi dậy thì, con gái Hồng đang cao gần bằng bố, đi béo hài hước ngang ngửa Xuân Bắc. Ngày ấy, con phải giữ bí mật, con không nói câu mà bạn đi tè dần đâu. Ôi chết, con lại vừa nói. Biết thế thì đã không tham gia chương trình ngay từ đầu. Bây giờ bố hỏi đi nhá. Bây giờ con thấy bố hỏi hơi nhiều. Bé Bo, con gái Phan Anh. Tham gia mùa đầu tiên, bé Bo nhanh chóng gây sự chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu cùng tính cách cực kỳ duyên dáng. Trong dàn nhóc tỷ cùng mùa thi, Bo là chị cả, vì thế mà cô bé cũng rất ra dáng, hướng dẫn các em trong nhiều tình huống khiến khán giả thích thú. Bo tên thật là Hoàng Dương Bảo Anh, mặc dù nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, nhưng cô bé lại chọn tập trung cho việc học thay vì theo đuổi nghệ thuật. Khi đã 16 tuổi, con gái MC Phan Anh như trổ mã với chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú, lộ rõ từng đường nét sắc sảo, nhan sắc xinh đẹp nổi bật. Năm 2018, Bo khiến nhiều khán giả bất ngờ khi trình diễn catwalk đầy tự tin tại tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam. Được biết, cô bé cũng lựa chọn theo học chuyên nghiệp và phát triển về thời trang. Tê Giác, con trai Hoàng Bách. Khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế, Tê Giác là một cậu bé tuy hơi mít ướt nhưng vô cùng ấm áp, đáng yêu và dũng cảm. Trải qua nhiều tình huống cùng sự giáo dục có phần hơi khắt khe của bố Hoàng Bách mà càng về sau, Tê Giác càng thể hiện rõ sự thay đổi tích cực. Tên thật của Tê Giác là Hoàng Minh, cậu bé hay khóc nhè năm nào giờ đây đã lớn phổng, sở hữu chiều cao 1m71 ở tuổi 15 và cực điển trai. Theo chia sẻ của Hoàng Bách, con trai anh là người có tư duy độc lập và có cá tính riêng, thích sự thử thách. Qua những bức hình được Hoàng Bách chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều khán giả ấn tượng với sự đáng yêu của Tê Giác nhờ đôi mắt kính tròn cùng nụ cười thương hiệu. Suti, con gái siêu mẫu Thúy Hạnh. Suti tên thật là Lê Gia An, cô con gái út nhà nhạc sĩ Minh Khang và siêu mẫu Thúy Hạnh từng khiến khán giả phát cuồng khi góp mặt trong hai mùa của Bố ơi mình đi đâu thế vì vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, vì còn quá nhỏ nên đôi khi Suti có hơi nhõng nhẽo và mít ướt. Sau 7 năm, Suti giờ đây đã là thiếu nữ 14 tuổi, thừa hưởng chiều cao nổi trội từ mẹ, đường nét trên gương mặt cũng thay đổi rõ rệt, xinh đẹp và thần thái hơn rất nhiều. Cô bé sống rất tình cảm, có tính tự lập cao, luôn có ý thức phụ giúp bố mẹ công việc nhà và chăm chỉ học tập. Điều duy nhất không thay đổi chính là sự tinh nghịch, nên Suti vẫn rất năng nổ trong nhiều hoạt động ngoại khóa. Bi Béo, con trai Xuân Bắc. Để nói về độ hài hước thì không thể không nhắc tới Bi Béo, con trai nghệ sĩ Xuân Bắc. Có lẽ là được thừa hưởng gen hài từ bố nên Bi Béo phát ngôn câu nào là gây cười câu đấy. Là gương mặt nổi bật trong Bố ơi mình đi đâu thế, Bi Béo được đặt cho biệt danh mầm non giải trí. Bi Béo khiến khán giả ngả nón trước những màn lý sự, đối đáp lém lỉnh, hồn nhiên nhưng không thể cãi được khi nói chuyện với bố. Được đông đảo khán giả yêu mến nên khi chương trình kết thúc, Bi cũng nhận được sự chú ý đặc biệt. Và độ hot của cậu bé càng ngày càng tăng sau khi những bức ảnh ngáp ngủ hay sự khó ở ngày khai trường được lan truyền. Hiện tại, con trai Xuân Bắc đã 13 tuổi, cao lớn hơn, đỡ chubby hơn và bị cận. Giọng nói của Bi cũng có phần trầm khàn hơn nhưng vẫn cô cùng hài hước. Xuất hiện trong một số clip hài cùng bố, con trai nghệ sĩ Xuân Bắc được nhận xét là được thừa hưởng nhiều nét duyên dáng, thông minh và ham học hỏi. Bé Chip, con gái Mạnh Trường. Giống như những nóc tỷ khác, thời điểm tham gia Bố ơi mình đi đâu thế, Chip cũng là một em bé đáng yêu, nhõng nhẽo. Sau 7 năm tham gia Bố ơi mình đi đâu thế, trông Chip đã khác hẳn, cao, phồng phao và cực kỳ xinh đẹp. Mang trong mình gen làm nghệ thuật của bố nên Chip cũng rất năng nổ, thích nhảy múa, hát hò và đặc biệt chơi piano rất giỏi. Trong nhiều bức ảnh chụp cùng Mạnh Trường, Chip trông rất thần thái và cá tính. Bé Nhím, con gái Hồng Đăng. Thời điểm tham gia Bố ơi mình đi đâu thế, Nhím Lê Phương Bảo Hân tuy mới chỉ 5 tuổi nhưng lại khiến khán giả chú ý với mái tóc bông xù, cùng sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng không kém phần đáng yêu. Nhìn cách bố đang chăm sóc Nhím từ những điều nhỏ nhất là đủ hiểu hai bố con rất quấn quýt, yêu thương nhau. Càng lớn, Nhím càng có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình lẫn tính cách. Gặp lại khán giả trong bức ảnh bố Hồng Đăng khoác vai, Nhím khiến ai cũng ngỡ ngàng khi đã cao gần bằng bố. Dù mới 11 tuổi, sự xinh đẹp như thiếu nữ cũng ngày một thể hiện rõ trên từng đường nét của Nhím, đặc biệt là má lúm đồng tiền duyên dáng. Không chỉ vậy, Nhím giờ đây đã biết để ý và có sự chỉnh chu trong trang phục hay ngoại hình. Vì vậy mà khi gặp sự cố, cô bé rất dễ bị tự ti. Sự mẻ nhau, giận dỗi lúc nhỏ cũng biến mất, mà thay vào đó là sự ra dáng của cô chị cả, luôn biết yêu thương, nhường nhịn em gái và nghe lời bố mẹ. Nhím được dự đoán là sẽ thành một vĩ nhân tương lai trong số các nhóc tỷ sao Việt.